Di Mai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay nhà về một chiếc xe Roadster của thương hiệu B&G. Chiếc này là B&G Via Nidon 7. Xe là cấu hình là khung nhôm, càng trước là carbon. Và xe thì dùng bộ chuyển động 2 đĩa và 9 lít Shimano Sora. Chiếc này thì dùng gần như là full bộ Sora luôn. Từ củ đề, gạt đĩa, giò đĩa, phanh và hệ thống tay lắc thì đều là Shimano Sora. Xe thì trước này dùng tại nội địa Nhật và được nhà Jin Mai mua đấu giá về Việt Nam qua đường bay hàng xe tay Nhật. Về độ mới của chiếc này thì gần như là xe cũng gần như mới tinh luôn. Chủ người Nhật mô tả là hầu như không sử dụng và trực tiếp xe về thì độ mới rất là cao. Màu sắc thì chiếc này có phối màu trắng chủ đạo và kết hợp với những cái line xanh đặc trưng màu xanh ngọc của B&G. Tem của B&G thì màu đen. Về size xe thì chiếc này là size 46 các bác ạ. Em thấy ghi trên khung là size 46 ở cái phần khung gióng phía sau này này. Đấy, chữ 46 này. Đấy. Và đo thực tế thì gióng đứng là 44,5 cm. Từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44,5 và từ tâm của cọc yên đến tâm của cốt là 50 cm. Với cái size xe Roadster như này thì sẽ phù hợp với các bác có chiều cao quanh tầm 1m57 57-58 đến khoảng tầm 67. Đấy, quanh tầm 10 phân đấy thì là sẽ phù hợp với size xe Roadster thì cứ quanh tầm chục phân, nên là em nghĩ là ok cấu hình cái khuyến cáo của hãng. Còn lại đối với những cái bác mà tùy theo người thôi, có những bác thì cùng là chiều cao nhưng mà cái sải tay hoặc sải chân hoặc là lưng thì có thể là khác nhau một chút. Đấy, thì có thể các bác căn cứ vào cái thông số size như vậy thì các bác lựa xe cho nó phù hợp. Xe Roadster thì chạy đúng size thì sẽ rất là ok, nó sẽ chạy bền bỉ và nó không bị mỏi. Size xe đối với xe đua này thì nó rất là quan trọng. Chi tiết thì chiếc này dùng yên của thương hiệu Fiji. Yên Fiji này là made in Italia. Màu trên này màu đen này, kết hợp với line màu xanh yên da. Cái yên này thì độ êm ái thì rất là êm. Và mới thì nói chung ở đây các bác nhìn, chiếc này chủ mô tả là hầu như không sử dụng, nghĩa là có thể người ta dùng 1-2 lần, rất là ít. Nó như đấy, có thể là hàng trưng bày cái xương cọc yên này. Đấy, còn cái handmade Italia nó dưới này quá nhá. Đấy, cái chữ handmade Italia này sản xuất thủ công tại Ý, yên của Ý luôn. Cọc yên là cọc yên nhôm. Đấy, và trên thân cọc yên thì có ghi cái tên thương hiệu là Ripetto Cosi. Khóa cọc yên là khóa lục giác. Đấy, khung thì khung nhôm và cái dòng nhôm này là dòng nhôm nhẹ và cứng. Và đây họ ghi là alu hydro. Đấy, nghĩa là cái dòng nhôm trên những con xe Roadster B&G thì rất là cao cấp rồi. Phanh là chiếc này dùng cặp phanh ngàm 3 mảnh. Đấy, phanh xe đua Shimano Sora. Còn vành đây. Chiếc này dùng cặp vành nhôm hai lớp. Đấy. Ripetto Cosi B&G AT470 và cái thương hiệu vành này là thương hiệu của vành Alex Dream các bác nhé. Đấy, em thấy một số xe đặc biệt là B&G dùng Alex Dream rất là nhiều. Xe Louis Gagner, xe Geos, vân vân, một số thương hiệu. Đấy, hoặc là Gian, những cái model trước đây thì dùng của Alex Dream rất nhiều. Đấy, căm thì đi căm đôi. Đấy, chân thì em thấy là kiểu như là chân thép không dỉ ấy, như kiểu inox ấy, hoặc là mạ. Đấy. Cái van cũng có cái núm xanh này, màu xanh luôn, rất là đẹp. Đấy. Lốp là lốp Victoria Rafido 700x25C. Nói chung là xe Roadster thì thông thường hay dùng 700x23 hoặc 700x25. Đấy. Của thương hiệu Victoria, lốp Nhật nguyên bản. Xe Lip. Lip trước này dùng lip thả Shimano. Đấy.
Japan. Đây. Ở trong cái đấy. Via Japan Via các bác nhá. Đấy, Japan Via này. Và xích là xích xích 9 của KMC. Đấy, xích 9 chữ chỉ X9 này, KMC. Củ đề là Shimano Sura. Sura này là đời mới đây. R3000. Hấp. Đấy, chiếc này bi thì bi này là bi côn các bác nhé. Rất là trớn luôn. Độ mới cực kỳ cao. Vết các bác nhìn vết vành này. Gần như cái không gần như là không có cái vết bóp phanh đâu, rất là ít luôn. Shimano Sura cái gạt đĩa này, giò đĩa trước này trục cốt rỗng Shimano Sura, pedal VP, pedal này chắc là đặt được 1-2 lần đặt chân lên, đẹp lắm. Xe đấu giá Nhật thì giấy tờ mua bán bên Nhật đầy đủ các nhá, giấy tờ chuyển nhượng. Và chiếc này chủ người ta còn quên chưa cả cạo tem này. Xe nhà em thì đa phần là ít khi còn tem lắm, bởi xe đấu giá Nhật bên kia là sau khi đấu giá họ đã cấp giấy chuyển nhượng, là người ta sẽ hủy cái tem này đi, tem an ninh này. Đấy, về mình sẽ cấp cái giấy này, mình sẽ mang đi mình đăng ký tem an ninh khác. Đấy, chụp cái chụp cốt rỗng này, tất cả Shimano Sura hết. Và cái giò đĩa là Shimano Sura R3000 này là Via Malaysia. Đấy. Tem pin chi trên khung này, tem về cái chất liệu này, alu hydro 6000 này, pin chi engineer. Còn cái đây là tem pin chi và tem an ninh Nhật. Đấy, củ đề thì là gạt đĩa là Shimano Sura Italian design này. Còn cái made in của cái xe này thì là dòng brass pin chi này, made in Taiwan. Đây là cái tem mã QA này, pin chi này. Đấy, vành khuyên đỏ rất đẹp luôn. Đây là cái tem Seiko ISO tiêu chuẩn này. Nói chung là chiếc này tem mác đầy đủ. Đấy, đa phần chiếc xe nhà em thì đấu giá xong thì người ta sẽ hủy tem, ít khi có tem an ninh Nhật á, thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng có những chiếc người ta quên, hoặc là người ta khi mà đấu giá xong, thanh toán xong, khi mà vận chuyển thì người ta sẽ nhắn mình là hủy tem, bởi vì người ta cấp cái giấy chuyển nhượng mới để chúng ta đi đăng ký an ninh. Mà bên Nhật thì chắc chắn là khi mà chạy xe thì xe đạp thì bắt buộc là phải đăng ký an ninh, phải cấp tem chính chủ, thông tin mã số cá nhân mà người ta quản lý bằng cái tem an ninh, chứ nó không giống ở Việt Nam mình. Đằng trước nhìn vào này, chiếc quát này thì em không biết chính xác cái model năm bao nhiêu đấy, nhưng mà nhìn tổng quan độ mới cũng như chi tiết đồ thì em nghĩ họ quanh quanh cái model này, quanh quanh năm 2020, quanh quanh đấy, có thể là 2021 hoặc là 19-20. Tay lắc Shimano Sura, chiếc này cái siêu của cái tay lắc này, nó vẫn nguyên chủ, còn chưa thèm bóc cơ. Em cũng vẫn để nguyên, bác nào mua chiếc này thì có thể lấy cái tay giật ra phát gọi là bóc siêu cũng được. Đây, nó còn vẫn dính cái này, dính cái siêu ban đầu nó đây. Chủ người ta cũng không bóc lên cho nên về em vẫn để nguyên vậy. Kể các bác nào mà mua chiếc này thì coi như bóc siêu cũng, mình cứ gọi là coi như là xe mới đi thì cũng được. Cái tay dây quấn này, dây quấn pin chi. Và đây, cái nắp chụp của cái ghi đông này, cái tay cong này. Nắp chụp logo pin chi rất đẹp, màu xanh luôn cả hai bên nhá. Đây. Chén cổ thì chén cổ FSA. Ghi đông pô tăng thì Ripotokoshi pin chi. Nói chung cái tựa pin chi cái ghi đông pô tăng thì tất cả đều như này hết. Đều em thấy ghi đều họ ghi cái tên thương hiệu này. Ripotokoshi trên này, còn chén cổ thì dùng của FSA, một số model trước đây thì có dùng của VP. Trên cái hệ thống dây thì đều có bọc các cái bọc nhựa này các bác nhá. Đấy, các cái bọc nhựa này để chống cái dây nó cạ và cọ vào cái khung xe khi mà lái, thì để nó chống xước rất là đẹp. Dây cũng màu xanh và lai đen, nguyên bản theo xe ban đầu của hãng.
Đấy, phanh này phanh ngàm 3 mảnh. Cái phanh này thì các bác khóa cửa khóa phanh này rất là nhẹ nhàng, mở khóa và đóng vào. Đấy, để cử đấy, rất là nhẹ nhàng và phanh nhá. Phanh này rất nhẹ, rất ăn. Đấy và rất nảy. Vâng nhá. Riêng phanh của xe đua này thì bộ Sura này thì dùng yêu luôn. Và đặc biệt nó phải ngon, nó phải từ cả phanh này, ngàm phanh này, má phanh, dây phanh này, vỏ này. Đấy, nó phải ngon, từ tất cả nó phải nguyên như này thì dùng nó mới thích được. Đấy, cả cái dây cũng vậy. Từng chi tiết một. À, nắp chụp thì tất cả nắp chụp là Shimano. Đấy. Tay lát. Bây giờ logo Binchi này. Đấy, hình con đại bàng. Nói chung là trông thiết kế từ cả logo đến màu sắc, dáng xe và tổng quan, thiết kế của người Ý thì nó rất là tinh tế, đẹp. Tại sao bên Nhật người ta ưa chuộng cái thương hiệu Binchi này vậy? Bởi vì nó đẹp. Và một cái yếu tố rất quan trọng, đấy là chất lượng. À, cái tem cảnh báo ở cái càng này em thấy có cái phần xước cái tem thôi. Một chút xíu này, đấy cái tem nhé. Ti bật này, hấp này. Đấy. Trước này thì em trơn lắm, em thì em chưa, đây vừa mới lắp lên và em quay luôn, chụp ảnh và quay phim luôn. Em cũng sẽ sau khi mà quay xong thì em sẽ mở cái bi chụp này em kiểm tra. Em cảm giác cái bi này nó kiểu như bi bạc đạn ấy. Thế nhưng mà em thì em nghĩ là bi côn bởi vì chưa dở ra đâu. Tất cả các xe đa phần em dở ra bảo dưỡng xong mới chụp ảnh quay phim, nhưng mà này, cái độ trớn của nó cực kỳ cao luôn, thì em nghĩ là bi bạc đạn, nhưng mà nhìn cái chưa mở cái côn này ra nên cũng chưa để ý. Đấy. Cũng có thể là bi có thể khả năng là bi côn. Với nhiều người trớn lắm ấy. Và cái kiểu này thiết kế này. Rồi, lúc em mở ra em sẽ kiểm tra thì sẽ báo chi tiết với các bác. Đấy, xe vừa về khu thùng xong thì dựng lên và quay luôn, tiện thì quay luôn. Đấy, xong thì sẽ kiểm tra bảo dưỡng. Thực ra như trước này nó gần như mới mà, cho nên em cũng sẽ chỉ có dầu mỡ thêm thôi hoặc là kiểm tra thôi, chứ còn thì xe mới như này thì cũng không cẩn thận thì vẫn làm cái quy trình như vậy thôi. Nhưng mà nó cũng không khác gì như này, bởi thêm tí dầu mỡ vào thì xích hoặc là 20 thì nó cũng vẫn vậy. Đấy, em quay cả hai bên. Đây là bên trái nhìn, quên mất bên trái, các bác nhìn qua cái phía bên mặt bên trái này để các bác xem cái độ mới mặt bên trái đấy nhá. Đấy. Độ trớn thì cực cao luôn, bởi xe này gần như mới, chủ người ta mô tả là hầu như không dụng. Xe nhà Jinma nhà em thì chuyên chỉ đấu giá Nhật 100% tất cả các xe. Đấy, hiện nay. Chính vì vậy mà độ mới thì cũng đa phần là em lựa những cái hình thức của nó thì đẹp. Nhiều chiếc là len keng luôn. Và có những chiếc là hàng trưng bày không sử dụng. Đấy. Cho nên là cái đấu giá những chiếc đẹp này bên Nhật thì giá về nó cũng tương đối. Đấy, các bác mà chơi xe nhiều thì các bác tìm hiểu cái giá bên Nhật thì sẽ ra ngay. Chiếc này cái size rất là vừa phải, độ đẹp thì cao. Đấy, các bác chơi xe bát mà thích hàng Nhật mà đẹp như này thì chơi xe đấu giá về đường bay. Đấy, mặt bên trái này thì tổng quan cũng đẹp như mặt bên kia thôi. Và hầu trên xe kiểm tra thì cũng không thấy vết xước sát nào cả. Đấy, từng chi tiết một. Rồi đĩa là trục cốt rỗng. Đấy, pedal VP hai bên độ mới như này. Đấy, line màu xanh Repotokoshi. Chiếc này xe Roadster bên Nhật này không dùng chân trống các bác nhé. Đấy, trên chiếc này về không có chân trống. Đấy, các bác nào thích lắp chân trống thì có thể là lắp chân trống vào. Còn xe này về em chân trống Nhật này hiện tại em không có, và chiếc này về nó không có chân trống. Đấy, các bác chơi có thể dùng một cái chân trống treo như em đang dùng này. Đấy, các bác nhìn cái đĩa này. Đĩa hầu như không sử dụng cho nên là nó không, chiếc này chắc có 1-2 vết kiểu như là 1-2 lần vài cho lần chạy thôi. Đấy, gần như không thấy vết mòn ở trên cái đĩa đâu. Tất cả các cái dây, chỗ dây mà chạm vào khung thì đều nắp cái cao su, miếng cái bọc cao su rất là yêu luôn. Jin ơi, Jin vào Jin quay cho bố cái chuyển động mới.
em sẽ quay qua cái bánh trước thôi nhé, xem cái độ trớn này. Đấy, nó rất là trơn và êm ru luôn, không một tiếng kêu. Phanh này. Em phanh này. Đấy. Phanh nó rất là nhẹ này và rất là nảy các bác nhé. Đấy. Bây giờ em test cái tay lắc. Test cái tay lắc bên đĩa này. Đấy. Và xong sẽ test cái tay lắc bên lip. Đây, vừa đang đĩa to này. Lên lip trước đi. Em lên. Đấy. Một phát lên một phát là lên mấy nhé. Yeah. Em xả này. Đấy. Đấy, hạ này. Bây giờ em test cái gạt cái đĩa này xuống nhé. Đấy, lên này. Lên. Đấy. Rất là mượt mà và chính xác. Nói chung là trước này thì độ mượt mà êm ái thì nhất luôn, xe thì gần như mới. Em test thì em đi một tầng đĩa nhiều, tất cả các tầng lít. Đấy, còn các bác đi thì các bác chia ra nhé, bởi vì đi chéo xích thì không nên. Đấy, và chéo quá thì nó sẽ chạm vào cái gạt đĩa này. Đấy, cho nên là mỗi một tầng đĩa này các bác chia đôi cái lít ra. Em test qua cái chuyển động của cái chiếc này. Ở phân khúc của chiếc B&G Vianiron 7. Đấy, phân khúc của chiếc này thì là tầm giá là trên 20 triệu các bác nhé. Đấy, xe thì long lanh gần như mới tinh, cho nên là tầm giá của nó về cũng tương đối một chút. Đấy, chiếc này thì thực sự là nó rất là đẹp và màu sắc cũng nhã nhặn, bộ chuyển động ở cái tầm tương đối tốt rồi. Shimano Sora 2x9. Đấy. Em xin tạm dừng video quay chi tiết chiếc này. Các bác mà quan tâm đến chiếc này thì ở gần thì có thể qua trực tiếp địa chỉ nhà em, số nhà 39, ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại Zalo của em là 0915 640 766. Đấy, các bác ở xa thì em sẽ gửi hình ảnh và video.